Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay là thứ tư tuần thứ 12 thường niên. Mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay hái vả trên cây găng? Nên hệ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Chúa Giêsu cảnh báo cho chúng ta các vị ngôn sứ giả, những bậc ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên nhưng mà bên trong của họ là sói dữ, là tham mồi, là dã tâm, là bất chính. Và Chúa Giêsu cho chúng ta một phương cách để chúng ta nhận diện được đâu là ngôn sứ thật và ngôn sứ giả. Khi mà Ngài dùng hình ảnh: nhìn quả thì biết cây, quả tốt thì sinh ra trái tốt. Cây tốt thì sinh quả tốt, mà cây sâu, cây bị mục ruỗng, cây bị sâu đục thân thì không thể sinh quả tốt. Nên hãy xem quả thì biết cây. Hãy xem những thành quả mà họ thực hiện thì sẽ biết họ là ai. Hôm nay trong đời sống của giáo hội, đây là một điều cảnh tỉnh cho chúng ta. Ngày hôm nay cũng như ngày thời của Chúa Giêsu Kitô thôi, có những bậc thầy dạy trong dân, có những người được Thiên Chúa đặt lên làm lãnh đạo dân, nhưng mà họ không thi hành sứ mạng theo đúng tư cách là chủ trăng, là đàn chiên, chủ trăng của đàn chiên. Nhưng mà đôi khi họ đã dùng con chiên như là một mối lợi cho chính họ. Ngôn sứ Ezekiel cũng đã nói điều này, cũng đã lên án điều này các bậc lãnh đạo trong dân: các ngươi là những mục tử xấu xa, chiên béo thì ngươi làm thịt, còn con chiên nào xấu, con chiên nào gầy thì ngươi xua đuổi, ngươi lánh đi, con chiên nào tốt thì ngươi xén lông và làm thịt nó. Hôm nay Chúa Giêsu cũng nói điều này khi nhắc nhở cho chúng ta hãy cẩn trọng trong đời sống của giáo hội, hãy cẩn trọng trong đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta đang phải đối diện với một giáo hội của ngày hôm nay với nhiều vấn đề mà Đức Thánh Cha Francisco đang muốn canh tân và cải tổ giáo hội. Ngài rất mỏi mệt trong công việc cải tổ giáo hội này. Vẫn có nhiều người, vẫn có nhiều thành phần trong giáo hội, trong đó có những vị giám mục, linh mục không chấp nhận cái cuộc cải tổ của Đức Thánh Cha Francisco. Họ không tuân phục vị lãnh đạo của giáo hội, lãnh đạo tối cao của giáo hội. Và đôi khi họ có những lời giảng thuyết sai lầm, lôi kéo đàn chiên của mình chống lại các bậc chủ trăng. Chúng ta là những tín hữu của Chúa, chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong giáo hội, để họ như hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, là vị mục tử nhân lành, đến để hiến thân cho đoàn chiên, đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất, đến để yêu thương những con người đặc biệt bị xã hội loại trừ, là những con người tội lỗi, những con người thấp cổ bé họng nhất trong xã hội. Mà ở đó những con người này
không được đón nhận. Ở đó những con người này được xem như là những công dân hạng hai, cái thành phần ở ngoài rìa. Thì chính Chúa Giêsu Kitô là những người đi tìm kiếm. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho đời sống giáo hội có những vị mục tử mang về cho Chúa những linh hồn bơ vơ tất bạc đó, chứ không phải những vị mục tử mà đến để coi như làm hại đàn chiên của mình, đưa những học thuyết sai lầm, đưa những cái tư tưởng, những lời nói gây chia rẽ trong cộng đoàn, những lời nói chống đối các vị chủ chăn, đặc biệt là vị lãnh đạo tối cao trong giáo hội, những vị linh mục giám mục không đưa cộng đoàn đến sự hiệp nhất ở ngoài giải và thứ tha, nhưng luôn gieo rắc cái sự chia cắt, cái sự khích bác nhau. Và chúng ta cầu nguyện điều đó cho giáo hội, và chúng ta như lời Chúa Giêsu Kitô nói, hãy nhìn những công việc họ làm để phân định được đâu là vị mục tử thật, đâu là vị mục tử giả, đội lúc chiêm nhưng bên trong dạ tâm là sói dữ. Xin Chúa ban cho chúng ta để chúng ta vững tin vào lời Chúa, bám vào lời Chúa, để nhờ đó chúng ta sống Kitô hữu, một đời sống tốt đẹp. Amen.